Tiếp theo là diễn biến vụ trộm vừa xảy ra ở xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Dao, xà beng, kìm cộng lực, đèn pin, găng tay là những hung khí được nhóm đạo Chích trang bị khá đầy đủ để đột nhập vào một quán bán đồ ở địa phương này để trộm tài sản. Theo đó, có hai đứa tượng mang ba lô, đội nón, đeo khẩu trang và găng tay. Khi tới trước quán, đã lây quay lấy kìm cắt khóa, dùng xà beng cậy cửa. Một tên thì đứng bên cạnh, tay cầm theo vật, dũng dao. Sau khi mở được cửa, cả hai dễ dàng vào bên trong quán. Bọn chúng lục lọi xung quanh, sau đó trộm một số đồ, tiền và con heo đất của chủ quán. Thực hiện thành công, cả hai nhanh chóng rời khỏi hiện trường.